Rồi hello anh em nha. Đây lên đây con máy nè. Máy dòng thổ quốc dừa. Máy này cực kỳ hiếm nghe, một con cuối cùng nha anh em. Em coi lúc quy lúc cộm nè. Hàng thao nha. Tay tay của em nó lúc trước đưa cho nó hai con. Nó ra máy mới đưa lại mấy con nha anh em. Chứ giờ cũng không còn đâu nha. Lỗ này em cũng chưa xài, lỗ này gù nè. Xích gù. Nếu cần thì cứ alo ha em. Máy thổ quốc dừa 6 xị lấy tiền lúa nè, bắn mù lên em á. Em mà dám mua thì dám chơi ha. Cái loại này là dạng mẹ của con thổ quốc trăm em. Anh em con thổ quốc trăm là dạ, là con chị của con này. Con này mấy lứa em nè. Nước gù thì nó cũng ná ná vậy thôi. Còn miệng màu mà em dưới nghe nữa. Con này em bỏ đây. Con chim này nghe nó thả quy. Con này như có rất hộp rồi nha anh em. Rồi anh em là cần hiện thú ha. Một con cuối cùng. Em không có xài. Em xài trống này. Em xài đó là xài trống. Bây giờ máy nhiều quá, mình phải lựa ngặt ngặt nữa mới được anh em. Rồi anh em cần hú ha. Hú em nha. Một con duy nhất, không có con thứ hai nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì cũng còn luôn. Anh nhìn cái mỏ đã không. Rồi sẵn quay cho anh em coi mấy chim này. Chuồng trống, chuồng trống, chuồng trống nè. Trống, lửa khách nè. Chốt rồi anh em. Máy. Máy, máy, máy. Máy, này máy điên nè. Hai này hai máy điên bỏ anh em không xài nè. Không bán luôn, trên tàu lao không bán anh em nè, rớt tính luôn nè. Mấy chim nè có xài được mới bán cho anh em. Xài được mà bán cho anh em về đổ chim Việt này kia trải nghiệm cho chim gù thì ok. Còn mà bài bản ví dụ miệng như khi nó có dấp thì em không nhắn là không, cái đó thì tại em chưa lựa không đảm bảo anh em. Nước hậu thì ok. Chim non anh em đã học này được mớ, có mấy con chạy nữa anh em. Này chạy F35 nè. Dùng chạy rồi. Nhóc đàn ghép còn trống chuồng anh em, còn trống một 4-5 cái anh em.